bố thí mà thiếu trí ấy. thì thôi cứ thấy thấy người ta bán chim rồi bán cá thì mình cứ mua phóng xanh thôi à, nhưng mà còn cái chuyện mà mình thả nó nó ra rồi đấy người ta có bắt lại nó hay không là mình không biết tới mình không dính dáng tới mình không suy nghĩ tới rồi cái chuyện mà mình phóng xanh nó ra rồi đấy rồi um, nó có sống được hay không là mình cũng không thèm quan tâm tới rồi cái chuyện mà mình phóng sanh nó ra rồi đấy, nó có ảnh hưởng đến chúng sanh khác hay không thế là mình cũng không quan tâm tới nó dẫn đến chuyện gì dẫn đến mỗi một mùa mỗi một mùa vu uh, lan uh, rồi các cái ngày lễ uh, quý vị thấy đó uh, chúng ta phóng rất là nhiều chim rất là nhiều cá chim thì mình cứ thả ra rồi thiên ngã cứ bắt lại thả dài bận bắt dài bận như vậy chim nó mệt nó chết thì thôi rồi cá mình thả đầu trước đầu sau nó đứng nó chờ sẵn rồi. nó rình nó bắt rồi đấy thì cái kiểu như vậy là mình bố thí đúng là có phước nhưng mà cái phước đó, đó mình không chịu đầu tư trí tuệ vào thành ra cái sự bố thí của mình đó, nó thiếu cái nhân trí tuệ mà khi bố thí mà có trí và bố thí không có trí nó khác nhau ở chỗ nào khác nhau ở chỗ như sư nói ban đầu cái phước nó cho ra đó cái người bố thí mà có trí cái phước nó chỗ rất là nhiều lần nó chỗ rất là nhiều lần nha còn cái người mà bố thí mà thiếu cái nhân trí tuệ đi kèm cái quả cho nó rất là kém đó là cái thứ nhất cái thứ hai cái người bố thí mà có trí đời sau sanh ra nhờ cái phước đó đó họ là cái người tâm nhân tức là có cái nhân trí tuệ đi kèm nghĩa là sao sư nói đơn giản là mình tu ấy là mình có khả năng chứng thiền còn nếu như đủ phước là có khả năng chứng thánh còn khi mà mình bố thí mà mình không có cái nhân trí tuệ đi kèm đời sau sanh ra tu nha tu có tu cỡ nào đi chăng nữa không chứng là không chứng không thể chứng được không thể chứng thiền cũng không thể chứng thánh anh có thể rất là giỏi thành đạt ở đời thành đạt ở đạo anh có thể tách ra làm một cái tông phái riêng gì đó của riêng anh nhưng mà anh nhất quyết là anh không thể chứng thiền và không thể chứng thánh do đâu do năm xưa khi chúng ta bố thí chúng ta không có nhân trí tuệ đi kèm thì làm sao mà đời này chúng ta có được trí tuệ để chứng thiện và chứng thánh